góc vườn âm nhạc. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main. L'âge qui attend le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. Tài năng, tư chất và phong cách. Sinh thời, nữ danh ca Françoise Hardy có cả ba ưu điểm này. Trong mắt các ngôi sao nhạc rock như David Bowie hay Mick Jagger, Françoise Hardy là hiện thân của người phụ nữ lý tưởng. Bà cũng là nghệ sĩ Pháp duy nhất lọt vào danh sách 200 giọng ca hay nhất mọi thời đại, theo bình chọn của tạp chí Rolling Stones năm 2023. Tài năng ấy giờ đây không còn nữa. Françoise Hardy vừa vĩnh biệt quãi đời hôm 11 tháng 6, hưởng thọ 80 tuổi. C'est une mélodie qui est véritablement inspirée. On peut dire que son inspiration vient d'ailleurs. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors peut-être je viendrai chez toi. Của người hâm mộ, Françoise Hardy là một trong những biểu tượng người sáng cuối cùng của thập niên 1960. Nhờ ngoại hình hấp dẫn, ngay từ khi mới vào nghề, Françoise Hardy đã thu hút được các nhà tạo mốt trứ danh như Paco Rabanne, André Courrèges hay Yves Saint Laurent. Nhờ vậy, bà được đăng quang thành thần tượng của giới trẻ trong cả hai lĩnh vực, ca nhạc và thời trang. Trong quyển hồi ký mang tựa đề L'amour fou, tình yêu điên cuồng, xuất bản vào năm 2012, Françoise Hardy kể lại tuổi thơ đầy khó khăn. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo, sống cùng với mẹ và em gái trong một căn hộ nhỏ ở Paris. Thân phụ của cô đã có gia đình, mẹ cô cam chịu thân phận người vợ lẽ. Còn cô bé Françoise Hardy, dù có muốn cũng không có nhiều cơ hội gần gũi với bố. Si j'étais un chanteur, Serge Gainsbourg. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Có lẽ để thoát khỏi khung cảnh ngột ngạt của gia đình, viết lên trang giấy bao điều chưa nói mà Françoise Hardy đã bắt đầu chấp bút sáng tác rất sớm. Trong nhạc phẩm Tous les garçons et les filles, những nụ tình xanh, tác giả nói lên cảm giác cô đơn quá đỗi, nỗi quạnh vắng tột cùng khi thấy những cặp trai gái nắm tay nhau dạo phố. Cảm giác trên đời này không biết có ai thực sự thương mình nói lên tâm trạng của Françoise Hardy lúc bấy giờ, do mặc cảm của một đứa con không được nhìn nhận, như thế phải che giấu tội lỗi, mà sau đó cô khao khát suốt đời đi tìm tình yêu tuyệt đối. Chính nỗi buồn rất thật của một thiếu nữ 17 tuổi đã làm thổn thức xung động hàng triệu con tim mới lớn. Nhờ giành lấy được ngôi vị quán quân thị trường Pháp vào năm 1962 mà Françoise Hardy đương nhiên trở thành một ngôi sao sáng trên vòng trời nhạc Pháp. J'ai découvert une version Tous les garçons et les filles qui correspondait à mes aspirations de l'époque. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont. Seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais
est seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Theo ghi nhận của nhà nhiếp ảnh Jean-Marie Perrier, người đã thực hiện bức ảnh chụp thế kỷ, tập hợp 46 ca sĩ trữ danh những năm 1960. Trong số 4 thần tượng nhạc trẻ phái nữ, François Zardy là gương mặt duy nhất biết sáng tác so với France Gall, Sheila và Sylvie Vartan. Sau khi làn sóng nhạc trẻ thoái trào, François Zardy đã biết khai thác sở trường này để trụ vững trong làng nhạc. Kết quả là trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp, cô đã ghi âm 80 đĩa nhạc, trong đó có hơn 30 album phòng thu và 15 tuyển tập chọn lọc. Cuối năm 1965, François Zardy gặp tại phòng ghi âm nam ca sĩ kiêm tác giả Jacques Dutronc, người đã sáng tác cho cô bản nhạc kinh điển Le Temps de l'Amour, Mùa Tình Yêu. Đứa con trai của họ, Thomas, ra đời năm 1973 từ mối tình mãnh liệt say đắm này. Hai người thành hôn vào năm 1981 nhưng lại chia tay nhau 6 năm sau. Họ sống ly thân nhưng lại không làm thủ tục ly hôn. Do vậy, về mặt pháp lý, hai nghệ sĩ này vẫn là vợ chồng. Trong những năm cuối đời, do chứng bệnh ung thư máu, François Zardy buộc phải xa lánh ánh đèn sân khấu, ít còn khi nào xuất hiện trước công chúng. Tình trạng sức khỏe sa sút khiến cô lên tiếng đòi quyền được chết một cách xứng đáng, thay vì cứ kéo dài nỗi đau. Theo lời của gia đình, sau hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, rốt cuộc François Zardy đã vĩnh viễn ra đi một cách thanh thản. Đối với nhiều thính giả người Việt thích nghe nhạc Pháp, nhiều nhạc phẩm của François Zardy như Tình Bạn, Những Nụ Tình Xanh, Nụ Hồng Mong Manh, Hạnh Phúc Đầu Tiên Trong Ngày đã trở nên kinh điển từ lúc nào không hay. Thần tượng nhạc Pháp từ Giả Quải Đời cho người hâm mộ ngẩn ngơ thương tiếc. Ôi mùa tình yêu tưởng chừng bất diệt, giờ đành chia tay ngậm ngùi vĩnh biệt. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans on est les rois du monde et qu'éternellement il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient.